Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành địa phương sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Ngày 5 tháng 6 được chương trình Môi trường Liên Hiệp Quốc chọn là ngày môi trường thế giới. Đây là sự kiện môi trường quốc tế thường niên được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982 và đã trở thành hoạt động cụ thể thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Chủ đề ngày môi trường thế giới năm 2015 là cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm vì một trái đất bền vững, nhằm nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, tuyên truyền luật bảo vệ môi trường 2015. Để hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và các sở ngành địa phương sẽ triển khai nhiều hoạt động, meeting hưởng ứng, tuyên truyền vận động cán bộ và người dân nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, thu gom rác thải, giải quyết môi trường bức xúc tồn tại trên địa bàn khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh.